Cát Bà sẽ có thêm dự án tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí 5 sao mới nhất của tập đoàn Flamingo, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2019, đóng góp cho Cát Bà một cơ sở lưu trú đẳng cấp, thu hút du khách trong và ngoài nước. Flamingo Cát Bà Beach Resort gồm quần thể nghỉ dưỡng, giải trí được mệnh danh như ba khu rừng giữa bầu trời đầy ngoạn mục. Các căn Sky Villa tại đây có không gian khoáng đạt, tiện nghi sang trọng và cảnh quan xanh độc đáo với những góc sân vườn thư giãn xinh xắn tại các tầng cao, view biển khoáng đạt hướng ra phong cảnh núi rừng hùng vĩ và biển xanh thơ mộng của Vịnh Lan Hạ. Đây sẽ là điểm đến hoàn hảo cho những kỳ nghỉ. Chào mừng quý vị khán giả đến với bản tin chuyên biệt về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Chương trình do kênh truyền hình Thông Tấn phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu và gian lận thương mại của Chính phủ thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiến hành bắt giữ một xà lan. Flamingo Cát Bà Beach Resort còn có trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện với sức chứa từ 800 đến 1.200 chỗ. Đạt tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn trở thành trung tâm hội nghị quy mô lớn và hiện đại bậc nhất của thành phố Hải Phòng. Đây cũng là dự án mở ra cơ hội vàng cho giới đầu tư bất động sản và nghỉ dưỡng. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2019, đóng góp cho Cát Bà một cơ sở lưu trú đẳng cấp, thu hút du khách trong và ngoài nước.